Anh đang hát, mấy đứa cứ làm mất cả hứng. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Gần đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn video đã làm cho người xem thót tim với cảnh một thanh niên đang ngồi hát karaoke đang đến đoạn cao trào. Bỗng dưng chiếc quạt treo tường rơi tọt xuống đất, lướt nhẹ ngang bờ vai của anh thanh niên. Vì quá bất ngờ trước sự việc này, một tay cầm micro cứ ngỡ như khi đang hát karaoke, anh liền gọi nhân viên của quán. Bảo rằng, anh ơi, quạt rơi trúng ngay đầu luôn. Lúc đó nhân viên vội vàng chạy vô đem chiếc quạt đi xử lý. Trong khi đó, cô gái ngồi đối diện phía sau cũng hú vía, quay lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Bên dưới video, người xem cũng để lại bình luận dí dỏm như sau. Quạt bay xuống nói là bố mày quạt cũng không yên. Một tài khoản khác cho rằng trong cái rủi còn có cây mây, cũng hên là cây quạt chỉ rơi ở chính giữa hai người, an toàn là được rồi. Các bạn có ý kiến gì về đoạn clip này? Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất.